đấy là cách nghĩ của tùy từng người. Người Không phải ta người nghĩ ta tự là nói kiểu khi đâu. tớ Đôi khi thương thực sự cũng chưa chắc tớ là cậu hỏi thì người ta mới nói, chứ cũng chưa có những cái chuyện này cũng không 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 thể chia sẻ hết được ấy, thì cậu cần phải hỏi người ta mới biết được, hoặc là người ta có biết là người ta à người ta không biết là bạn có muốn biết cái chuyện đấy hay không ấy. Nên là cậu phải hỏi. Còn tức là thì những tất cái lúc mà quan nhiên tâm ấy thì người ta tớ cũng hỏi mà, nhưng mà đối phương người ta lại nghĩ rằng là tớ thế thì người ta đang không yêu kiểu bạn. Đấy là người ta không yêu bạn. Bạn kiểu chắc là người ta kiểu đang thương hại bạn thôi chứ không yêu bạn. Nếu các bạn có nhu cầu quay lại game hoặc là mới chơi game này thì các bạn có thể liên hệ shop của mình để mua acc nhé. Và các bạn mua acc trên page của mình thì nhớ phải check kỹ nhá. Dạo gần đây có bọn nó fake y đúc page của mình để đi lừa đảo. Và các bạn nhớ check đúng link mình để bên dưới phần mô tả video. Còn thông tin giao dịch thì đều mang tên là Đỗ Thúy Hiền nha. Ai giao dịch ngoài cái tên này ra thì đều là lừa đảo. Không phải sợ ông vào ông test trước đi. Lấy đồng đội ra test không? Một sự hy sinh thầm lặng đấy. Thôi không chịu luôn đi. Càng có người lút đây này. Đấy, thế tôi bảo vào. I'm recalling a teammate. Tôi bắn trên nó rồi này. Thanks. Chết rồi. Sao không chết? Từ Đấy. sân này to ngồi. Kiếm xe đi. Ồ từ từ. Có một chiếc xe tập ra đây mấy người đây. Có một Một tiếng. tim nó phi ra đây ạ. Chờ, xa đấy. Ôi trời ơi, sao bạn không có xe à? Tớ cũng mới xuống dưới đấy mà, rồi đến đây cũng đang quay không có xe luôn. Buồn đấy nhờ. Cô ngồi đây xem tivi vậy. Ồ, thật á? Tốt tính này. Trời ơi. Rất gì là tốt tính Người luôn. đồng đội gọi là của năm. Ơi. Không có, tùy từng người tớ mới ao á. Thế á? Cái kiểu ví dụ như là đồng đội nói chuyện bất lịch sự ấy hay là gì này nọ thì tớ cũng áo đâu không ở lại đâu. Thế là cậu đánh giá là cái team này nói chuyện bình thường hay là có duyên? Nói chuyện bình thường à, nói chung là thích thì lại mà không thích thì cũng ra, nhưng mà Có một chỉ tớ chút thích gì đấy lưu chơi nên là tớ luyến ở lại. được Nếu luyến thì không, không? nếu luyến thì tầm này, Thế cậu không lưu luyến tại à? vì bọn cậu cũng không thắc mắc rằng là kiểu như là tớ để tên với con trai mà lại sao lại con gái. Ví dụ như nếu mà người khác ấy, người ta sẽ bảo tớ là thằng này, I got ví dụ supplies. I got supplies. cái nọ. Thế I cậu got nói tớ mới để ý supplies. đấy. Nhưng mà Tớ hay bị trường hợp đấy xảy ra cực. Nếu mà không thích thì tớ có thể đi đấy. Nhưng mà vì bọn cậu không hỏi cũng không thắc mắc ấy. Nói chung là tớ đang chơi nick của đứa bạn của tớ đang vào làm nhiệm vụ RB cho nó. Nó đi làm, nó không có thời gian làm. Ta tớ thế là vào tớ cày, nhưng mà chơi nick con trai á, khó tìm đồng đội lắm. Không như con gái, đúng vèo phát rồi, có. con gái vèo phát có cả đống luôn. Nói nhiều quá, nãy giờ hoạt động cơ mồm nhiều, hơi nhiều. À thế à? Là do há há to ra quá hay là Gì mà há to ra mà có tiền nhét vào thì cũng ok đấy, nhưng mà thôi không có nên là cũng chả có hơi đâu mà há to. Thế nếu nếu mà có tiền nhét vào thì cậu có tình nguyện há to không? Tớ Không hỏi thật. nét tiền vào thì là nét tiền nha,
Còn nhét cái khác thì chưa chắc. Cậu sao thế, cậu muốn nhét cái gì? Ở trên có một thằng ơi, đuổi đi. Thì tất nhiên ai chả thích tiền. Ví dụ nếu mà để lựa chọn thì cậu có thích tiền không? Có. Nhưng mà Thế giữa giữa nếu mà giữa 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 tiền và nếu một một cô nếu gái mà tốt. tớ bảo Đấy, cậu nói đi. nếu mà bảo tớ nếu mà bảo tớ tớ mà bảo là tớ không thích tiền thì lại là bảo là tớ đang nói xạo. Thế nhưng mà Thế giữa sự thật tiền và một là nó chàng luôn luôn là như vậy. giữa 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 nhiều tiền và một chàng trai tốt đó bạn, đến cuối đời thì bạn chọn cái gì? Tớ á, Ừ. tất nhiên là tớ chọn là một chàng trai tốt ở bên tớ cả đời, nhưng mà không đồng nghĩa là ở bên tớ thôi không nhá, Thì phải tốt chăm với sóc tớ cậu. Ừ, nữa. đúng, chăm sóc Ok, cậu. còn để mà nói tốt với tớ xong rồi Không, làm tốt một thời gian thì suốt không ngày được. ở nhà với tớ thì thôi tớ không chịu. Tất cả đấy tớ không chịu. Người ta Thì bảo là tình yêu thì đi liền với khúc ruột, nếu mà tình yêu mà không no thì tối cũng gọi đi à. càng thế à? Đấy, cậu thấy thấy tớ nói đúng không? Nói chung là cũng phải có tiền không ạ? À? Không có Đúng tiền thì rồi, dễ bị cuối ruồng bỏ. cùng thì cuối cùng Ừ, đấy, cuối cùng. tớ nói thật Cuối cùng nhá. vẫn là tiền đấy. Rồi đấy. Thế bây giờ Buồn thế tớ à? hỏi cậu nha, tớ đang Ừ. bảo là tình yêu và Sao? tiền chứ không phải là tình yêu và rất nhiều tiền, đấy là hai cái khác nhau. Ừ, để tớ đố này. Tớ là tuổi của một con Ai chả biết tuổi một bé. con. Con Con lợn này. à? Tớ Con gì? bé Thế bây giờ con gì con chứ, lợn chắc là sinh bé năm được bao nhiêu đâu. thính. Tớ đang bảo mà bé này, thính này, thông minh này, hoạt động về đêm này. Vơi gần đôi. Tưởng con Con cú chuột. à? Con Con chuột chuột. à? Để tí à? Xuống lấy xe đi ông nội. Dễ tết còn gì nữa, Tuổi tí là nói một 96 đúng phát không? ra, nói 96 đúng không? nói câu đầu tiên phát là biết ngay rồi còn gì nữa. À Đúng đấy, đoán chung 96 hết tuổi con. không? Dễ đoán thế nhở? Thế cậu đã có chồng chưa? Hay là có người yêu chưa? Buột cậu đoán coi. Mà thôi, buột cậu bắn đi. Bắn xong rồi đoán. Ôi. Rồi. Thế Ổn quá, tớ không nghe thằng là đẩy hết lên. bắn luôn đúng không? Thế nãy nãy đang hỏi dở bạn có chồng hay là có người yêu chưa? Người yêu không có, chồng không có, Có một con. chồng hai con. Có con. Nhưng mà lại có con. Đúng rồi Thế con hả? thế thế cậu là single mom à? Đúng rồi, Thế con cậu cậu thấy lớn bây giờ chưa? single mom hơn nhiều không? Con tớ Có. cũng học lớp 1 rồi, Uầy. năm nay học lớp 1. Trời ơi, anh mất em thật. Cái gì mà anh mất em thật đấy? Cái gì? Đã có được đâu mà Chưa có mà mất đến mới cay chứ. mất. Thế là ông tính làm gì mà anh mất em thật? Thôi đất chi là chấm hỏi. Với chị nè, dấu hỏi luôn ấy. Có hai con boss này cậu. Cậu ăn không? Bọn cậu bắn đi. Tớ muốn làm nhiệm vụ cơ nhưng mà không có súng hiện tại đang cần ở đây. Nè là bọn cậu làm. Thế nào? Thế cậu có ý định bước tiếp thêm bước nữa Không, tôi không có ý định
bước thêm bước nữa đâu. À thế à? Mập bước rất. Cậu không tin vào đàn ông nữa à? Nói chung là không tin vào cái gọi là tình yêu cậu ạ. À thế à? Còn đàn ông thì tớ vẫn tin vào đàn ông chứ. À thế à? Nhưng mà tớ không tin vào cái gọi là tình yêu, tại vì cái tình yêu nó điều hòa lắm. Tin vào đàn ông thì vẫn tớ vẫn có thể tin như tin vào bố tớ này, ông tớ này, tớ tin nhiều chứ. Nhưng mà tớ không tin vào cái gọi là tình yêu. Ờ, không không biết rồi thì biết là như thế rồi, nhưng mà cái gọi là tại sao tình yêu lại, tại tại sao nó lại khiến nó cậu không tin vào tình yêu ấy, kiểu kiểu ấy. Khi mà kiểu giống như cậu đã từng đổ vỡ, từng làm gì ta, đổ vỡ thì cũng không phải, khi mà cậu đã từng hy vọng vào quá nhiều một thứ gì đó, xong rồi cuối cùng tất cả những cái thứ đấy nó đều làm cho cậu thất vọng ấy. Thì tại sao cậu sẽ còn hy vọng và còn đặt niềm tin vào những cái thứ đấy nữa không? Cũng tùy, tớ sẽ vẫn đặt niềm tin nhưng mà tớ sẽ tìm hiểu thật kỹ đã để đó, đặt niềm tin giống như tớ nè. Nhưng mà đấy là tớ là... tớ chưa ở cái ví trường hợp của là... cậu nên tớ bốc phét thế thôi, chứ còn ở vào trường hợp của cậu thì nó khác à. Thế ông mới lòi ra là bốc phét à? À không, thật không phải tớ bốc phét thì... mà kiểu tôi chưa rơi tất vào cái mọi thứ. Nói chung là tất nhiên là vẫn còn tin vào được gọi là một chút ý. Thế nhưng mà kiểu như là không phải là lúc nào và ở thời điểm nào cũng tin được, nên là cứ tìm hiểu kỹ. Nhưng mà để mà nói tìm hiểu kỹ thì nó lâu lắm, mà nhiều khi bọn cậu thì tìm hiểu kỹ càng quá thì nó lại chán, cảm thấy là không vui chẳng hạn. Nó lại đâm là chán đối đúng không? Phương sẽ cảm thấy không vui, giờ sẽ tình nghĩ là mình đang theo dõi họ hoặc là quản lý họ chẳng hạn. Nên đâu, là nhiều cách tìm hiểu bạn, đâu nhất thiết phải kiểm soát. Đấy là kiểm soát rồi, không phải tìm hiểu. Đấy thì tớ đang ví dụ là như vậy. Cái nhiều người người ta sẽ không nghĩ rằng là mình đang quan tâm họ, mình hỏi han họ đâu, nhưng mà người ta sẽ nghĩ rằng là mình đang kiểm soát họ ấy. Kiểm soát nó khác với quan tâm hỏi han mà. Đấy là cách nghĩ của tùy từng người. Không phải người ta tự nói đâu. Đôi khi thương thực sự cũng chưa chắc là cậu hỏi thì người ta mới nói, chứ cũng chưa có những cái chuyện này cũng không thể chia sẻ hết được ấy, thì cậu cần phải hỏi người ta mới biết được, hoặc là người ta có biết là người ta à, người ta không biết là bạn có muốn biết cái chuyện đấy không. Nên là cậu phải hỏi. Còn thì, tức là những cái lúc mà quan tâm ấy người ta cũng hỏi mà. Tớ cũng hỏi mà, nhưng mà đối phương người ta lại nghĩ rằng là tớ đang thế thì người ta không kiểu yêu bạn. Đấy là người ta không yêu bạn. Bạn kiểu chắc là người ta kiểu đang thương hại bạn thôi chứ không yêu bạn. Bên số 3. À. Trời ơi, cậu ơi. Sao cậu vào đây? Sao ở trong nhà tớ? Cậu ơi, sao cậu không bay xuống bọn tớ? Cậu bay đúng cái nhà, cái nhà có người luôn á. Bác số tớ phải chết. Ôi dồi ôi, cái gì đây? Ôi dồi ôi. Chết mày. Trông cái rộng lắm luôn á. Ừ. Khủng khiếp vậy. Nó cũng không phải là rộng, thế nhưng mà nó đủ thì cậu ném bom nó cũng không tới được. Tại vì có một cái tường rào nó chè kia rồi. Đâu rồi? Rồi, vào đi. Một thằng nhảy xuống nước rồi sao ấy? Nó nhảy xuống nó hết rồi. Rồi, đi không? Có xe ở đây. Có người luôn này. Ba thằng.
Knock những bên đấy hai team. Kia lại tiếp. Knock tiếp này. Ôi ôi, cậu knock toàn để cho nó gạt thôi. Đừng đẩy nhá, chỗ đấy hai team ấy. Mình trong bo cứ đứng trong bo. Số 2 ơi, số 2. Số 2 đều lắm. Cẩn thận sau lưng nhá, cẩn thận sau lưng móc ấy. Cam, cam đằng sau đi, ông để ý đằng sau đi. Đấy không? Đấy không? Lê ơi kìa. Đón này, đón này. Còn một. Rồi, ô, trên, lên bên trên, bên trên. Sao trên đôi là còn... Đúng rồi, còn trên này thôi, còn còn mỗi trên này thôi. Nó vòng ấy, nó đi móc ấy. Từ từ số 2 ơi, đừng để nóc nhá. Bọn tôi đang lên này. Đâu rồi? Đâu, đâu, đâu. Nhờn, ôi, nhờn. Phải cả đi đi móc lên tận đây luôn hả? We are number one.